Đây là hướng cái đường San Salvador vô hướng trường. Đây là building của trường. Trong khuôn viên của trường. Đây cũng tòa nhà trong khu trường. Nay trời nắng ấm. Nay thời tiết 35 độ, nó bé. Phương diện trường San Jose City San Jose State University. Bên này đang build thêm một cái building nữa. Mỗi cái building này là mỗi cái ngành khác nhau. Như building phía trước là building học bên ngành North. Còn building phía bên này là giống như là chỗ ký túc xá cho sinh viên.